cho nó thấy. Yo, thằng này mặc đồ như cách chè bông. Ơi sao mặt mày xấu lên vậy, có mắt tè không? Bây giờ ta nói thằng này là em free, đứng đường Lý Thuận Kiệt. Ai ở đây em free? Ok, nhưng mà em vẫn bị dính một cái. Bây giờ em phải flow và chơi chửi nhiều cho anh, thay vì phải chửi tục. Chơi chửi nó mà đéo thêm tục luôn mà thắng nó mới sợ nhá. Ok. Yo, cho nó thấy à. Yo, yo, yo. Yeah, yeah, ok. Yo. Yo, hôm nay là freestyle. Tao đã say tao thi hay. Chứ đéo như mày đâu hay, hước mày thi hay. Mày muốn làm sao đây, bây giờ tao là thi đây. Mày giúp thì muốn gì đây, về học lại thành con trai. Mày giúp tao đã thấy trên Facebook. Nào là anh yêu em, ta xa nhau, anh em đâu mong thời gian qua mau. Ê, chiếc pháp cũng gặp gì vậy. Quét MC bị bộ đồ này nó che đậy. Ê, yo, cho mày thấy bây giờ thì không tờ giấy. Ê, sự thật đây, bây giờ cho tụi mày bị đốt cháy. Mày không thể nào hút được gần, tao cũng biết điều đó. Ê, đừng có nói những lời mà cố xạo gió như thế này cu. Nghe nhạc cu, tao khuyên chúng mày bật luôn chế độ cái phòng thủ. Rap game của ta thì luôn có tiếng súng và tiếng đạn. Thịt bài đi cuốn sập luôn, mày biết đồng chí mạng. Yo, mày khoe với chúng bạn, toàn mấy bạc nhìn tuổi mày. Mày rap về tình yêu, trời ấy thiệt là cao siêu. Mày muốn được bao nhiêu, trong khi lời tao bao riêu. Không mày à, mày thích gái, tao hiểu, ok, yeah, yeah. Nãy giờ thằng lồ này nó rap cái gì tàn từ vô nghĩa. Bây giờ cái miệng nó như cái bồ tao kê vô đích vô nghĩa. Bây giờ tao nói nè, mày á là không bằng tao. Bây giờ mày nghĩ là cộng lông, mày nghĩ sao bằng dao. Dao tao cắt cho mày nứt, trình độ mày ở đâu mà mày cứ nghĩ mày là nhất. Tao nói nè, chuyện của mày thì nó không thể nào mà hay. Mày như chim cái cục có cánh thì đéo thế nào mà mày bay. Bây giờ tao sẽ đi tiếp cho mày.
tao giống như là công an ở trên phường. Tao bắt thằng lồn nhóc này lên trên. Ê, mày muốn áo cái gì đó tao đặt cho mày rên rên. Bây giờ mày không thể đâu ăn tao. Ê, mày đấu với tao coi như là ăn dao. Hôm qua tự nhiên tao đang chơi đột kích, có thằng lồn này rủ tao freestyle nghe mà thấy nhục đích. Đéo tin được. Càng về sau may quá là anh em mình không bị ngủ. Tại vì bọn nó dán ra hết rồi, bọn nó về bớt rồi, anh em mình sướng rồi. Bây giờ chỉ những người bọn mình sướng thôi, ok. Và mình sẽ sướng cho nó tới bến luôn. Round cuối cùng. Yeah. Sau round này mọi người sẽ được chứng kiến Đạt Media. Đạt Media. Xong rồi. Make some